Xin chào cả nhà đã đến với kênh Kim Tính Cuộc Sống Pháp. Thì hôm nay cả nhà ơi, mình đang đứng ở La Défense ở Paris ha. Thì cái tòa nhà này cả nhà chưa có thấy ha. Đó. Mình quay cho cả nhà xem. Cao lắm cả nhà. Thấy La Défense. Trong này là có bureau, có đó nha cả nhà. Mấy người ta làm bureau trong này ha. Hai bên là bureau nha cả nhà. Đây là bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để đây là những cái tòa nhà cao tường nhất đó cả nhà. Mời cả nhà đi theo mình nha. Đây là Paris La Défense nãy mình nói đó cả nhà. Thì sắp sửa Noel rồi. Thì tới đâu cũng có Noel hết ha cả nhà. Cả nhà. Này là kẹo đó nha. Còn đây là bánh. Bánh gì ngộ quá. Đây lửa nè. Đốt lửa cho nó. Et le dernier, c'est l'avant.
mấy cái này người ta cũng bán nữa chị. Ông bà Noel này ốm quá, không có mập. Này ta làm bằng cây ha. Ta làm bằng cây cái nha. Đẹp không? Nó bán đồ trang trí Noel nè. Ở nhà về đi em thấy đẹp không cả nhà? Đèn lầu. Trăng tròn, có trăng tròn cả nhà. Tết Noel nè, còn ta bán cái gì cả nhà? Mình đang đứng tại Paris nha cả nhà. Đây là hotel đầu tiên ha. Dạo về đêm nha cả nhà. Bây giờ cho tới Noel là ở đâu cũng đông như vậy nha cả nhà. Ở đâu cũng đèn, đồ sáng. Mặt trời Noel á cả nhà. Người ta
xếp hàng để mua đồ ăn này. Trời mặc dù dưới 2 độ mà người ta cũng vẫn đi đông như thường. Paris